Xin chào tất cả các quý vị. Trong cái video ngày hôm nay thì mình muốn gửi tới các bạn cái nội dung là cửa cuốn tấm liền kéo tay có những màu gì, hay nói cách khác là giới thiệu về các cái màu cơ bản của cửa cuốn tấm liền kéo tay. Câu hỏi này thì mình vừa nhận được từ một vị khách hàng ở Hà Tĩnh. Và trong thời gian vừa qua, khi mà mình làm việc trong cái lĩnh vực này thì mình cũng nhận được rất là nhiều câu hỏi tương tự. Vì vậy mình hy vọng qua cái video này thì các bạn sẽ lựa chọn được cho mình và gia đình một cái màu mẫu cửa cuốn tấm liền kéo tay phù hợp. Trước tiên là cửa cuốn tấm liền kéo tay màu vàng kem. Trên tay mình đây đang cầm cái mẫu cửa cuốn tấm liền kéo tay màu vàng kem. Cái màu sắc này có thể thay đổi và chênh lệch một chút do các máy điện thoại khác nhau, hoặc là do ánh sáng, hoặc là do chúng ta chụp ảnh trong nhà hay là ngoài trời thì sẽ chênh lệch một chút. Còn về căn bản thì màu nó sẽ vẫn giữ nguyên khoảng 80-90%. Mình xin giới thiệu lại, đây là cái mẫu màu cửa cuốn tấm liền kéo tay màu vàng kem. Mặt bên trong sẽ là màu ghi như thế này, mặt bên ngoài sẽ là màu vàng kem. Cái mẫu thứ hai là cửa cuốn tấm liền kéo tay màu xanh. Đây là mẫu cửa cuốn tấm liền kéo tay màu xanh và mặt bên trong cửa cuốn sẽ là màu ghi như thế này. Còn và ngược lại thì nếu mà quý vị chọn cửa cuốn tấm liền kéo tay cái màu ghi thì mặt bên trong sẽ là màu vàng kem hoặc là màu xanh, tùy thuộc vào cái yêu cầu hay là sở thích của quý vị và bên mình sẽ sản xuất cho phù hợp. Cái video vừa rồi thì mình vừa giới thiệu tổng quan về các cái màu cơ bản của cuốn tấm liền kéo tay. Các cái màu cơ bản này thì đại đa số các khách hàng đều lựa chọn, nên là chúng ta sẽ rất dễ dàng đặt mua và sản xuất. Còn nếu mà chúng ta muốn những cái màu nó khác biệt, ví dụ như là màu đỏ, màu cam vân vân thì rất là khó, bởi vì những cái gì mà phổ biến thì chúng ta sẽ dễ dàng đặt mua, còn những cái màu mà nó khác lạ thì rất là khó để đặt mua. Và các cái màu này thì qua nghiên cứu thì cũng rất là đẹp và phù hợp với nhiều thiết kế của các ngôi nhà. Mình sẽ nhắc lại là cửa cuốn tấm liền kéo tay có 3 màu chính là màu xanh, màu ghi và màu vàng kem. Mình hy vọng qua cái video vừa rồi thì các bạn đã lựa chọn cho mình cái mẫu màu của cuốn tấm liền kéo tay phù hợp. Các bạn có câu hỏi gì các bạn hãy để lại bình luận xuống phía bên dưới. Và quý vị muốn tham khảo thêm các cái sản phẩm về chớp nhôm, lam nhôm chắn nắng hay là cửa cuốn, các bạn có thể click vào đường link website mình để bên dưới phần mô tả của cái video này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại mọi người ở các video mới ạ. Tạm biệt mọi người.